Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Và ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục với chuyên mục ghép auto với lại người lạ anh em ạ. Ok, mấy hôm nay solo squad cũng khá là căng thẳng rồi. Để tìm được một cái team nào đó vui vui tấu hài một tí cho nó đỡ căng thẳng anh Ôi em ơi. sao nhìn cái này nó có vẻ đáng sợ quá vậy. Rồi, ủa sao lại vừa vào đáng sợ là sao nhỉ? Thoải mái đi bạn ơi, không có việc gì phải đáng sợ. À, sợ tốt máy bay à? Chắc là sợ tốt máy bay rồi anh em ạ. Cứ vào đây là biết mặt nhau ngay có gì đâu. Ui, một thằng đáp ngay chỗ mình này. Hai thằng luôn anh em ơi. Ui, không có súng à? Xỉa luôn anh em ạ. Rồi, Trời, một. khó rồi, khó rồi, Có tên khó rồi. này. Súng, Chơi súng luôn. đâu, súng đâu, Vào súng đấy. đâu. Ái ạ. Nó xỉa đong thế. Số 1. Kìa, số 1 đây. Kìa, sao lại chạy qua như kiểu người dưng nước lạ thế bạn? Trời ơi, nó chém tôi bạn ơi. Mẹ, độc một thằng kia cũng xỉa một phát rồi. Nó cũng yếu rồi đấy chứ. Số 1 thì không có cái phong cách giống mình nhỉ? Thấy là phải xỉa luôn. Trời ạ. Rồi xong, số 2 cũng bị bế đi rồi. Rồi nữa. Xuống lại bên này đi, Tâm ơi. Kìa, xuống đâu đây? Kìa, sao ông lại số 1 lại phải về đây chứ bạn ơi? Ngã đâu mình phải gấp đôi ở đấy chứ. Trang ơi, sao em lại về đấy rồi? Về đấy nguy hiểm lắm biết không? Ông này lại không có cái tính kiểu gọi là muốn phục Anh thù giống mình rồi. À, giờ mình thấy số 2 mở mic đấy. xuống nói không có cái súng nào hết á, xong rồi bọn nó dí anh chạy một vòng luôn, rồi nó chơi chém dao nữa. Ở đấy mà số 2 à số 1 mà quay lại mà chỉ cần gọi là xỉa cái ông kia một phát thôi là ngon rồi. Thế là cứu được cả mình luôn. Buồn quá. Đâu rồi? Cái tên nãy xỉa mình đâu rồi? Chắc có lẽ là bị bế đi rồi. Trong này vẫn đang còn này. Trên này vẫn còn chưa có ai loot mà. À đây, một tên chạy ngay dưới. Đi đâu bạn? Gạt luôn. Còn nữa không nhỉ? Ôi, tự nhiên thấy em ra đây nó hợp lý dã man. Thôi xong rồi, số 1 qua kia lại cũng bị bế đi rồi. Thế thì cũng có khác gì nhau đâu mà. À, hình như là số 2. Trời, thì À, số 2 qua hồi đúng sinh là rồi. thời tiết nó kiểu là nó ghét anh đến cùng cực các em. Thanks. Được được hôm mấy hôm nghỉ làm á thì trời mưa. Có đướng. Ngồi ngay bên ngoài này. Kê ngay ngoài luôn anh em ạ. Nhiều mũi nhỉ. Ghê thật. Vẫn còn kê à. Xuống đó nha Tâm. Rồi, gạt luôn. Đây, trong này có người rồi anh em ơi. Em nắng lắm nè. Cho quả lửa bên này. Em vào chung với ông Tâm đi. Em bảo trọng nha. Đây, để mình chặn đầu này xong rồi mình phi qua đầu bên Trời kia luôn anh ơi. em ạ. Mình không ổn lắm. Ok. Lạ nha, cái súng này sao nhiều khi mình ấn bắn nó không Tâm bắn. kìa, nghe người ta nói chứ kìa. Trời, nó biết mình luôn mà. Team 4, team 22 ok rồi anh. Ngoài kia, Có người đánh à, cùng. còn ngoài kia có số 1 bắn á. Anh biết là bây giờ em chọn Tâm chứ không chọn anh. Hả? Đau lòng lắm nhưng mà có thể làm được gì chị. Anh cũng đau lòng lắm nhưng mà giờ có thể làm được gì đây. Rồi xong rồi. Tôi chấm. Gặp đúng thanh niên kiểu đang bị suy rồi anh em ơi. Tôi chung team mà có phải là đồ vật trong một trò. Ngó ra Ủa, này, nốc đâu phải luôn. đồ vật mới chọn được. Rồi, ghép đúng một team kiểu cuộc tình tay ba hay sao anh em ạ? À? Gặp một ông kiểu đang bị suy nữa chứ. Chán không muốn Tin nói. này sao? Ô, có đứa vừa nhổ đinh ba luôn này. Quay lại luôn. Không thể để nó lấy cái thẻ hồi sinh được. Phải giữ thẻ cho team. Đâu vậy? Ê, chạy luôn rồi anh em ạ. Rồi bình tĩnh, bình tĩnh. Nào, để mình ra mình săn tên này. Ô, từ từ, nó quăng lửa vào à. Đây, qua chơi luôn đi anh em ơi. Đang tính gọi là lút cây B90 nhưng mà thôi. Có súng nào, chơi súng đấy luôn. Đây rồi, đúng bạn Nhi đẹp dai này rồi. Sao lại Nhi lại đẹp dai nhỉ? Ồ, vẫn còn à? Rồi, hay luôn. Đồng đội đấy. Còn nữa không ta? Cứ ra lút đã anh em ơi. Nào, lấy cái P90. Ồ, có ốp này anh em. Hay là trận này mình cầm ốp nhỉ? Cái gì đây? Vãi cả trường, đâu ra tên này vậy? Nó vừa đáp xuống hay sao anh em ạ? Nhưng mà khoan nha, để mình công qua cái nhà bên kia đã anh em ơi. Nãy nó có tên bên kia nhưng mà mình tính qua gạt rồi chứ. Mà lại có đứa nó kích hoạt cho nên là phải quay lại. Bây giờ qua chắc là nó được cứu rồi sao ấy. Đây vừa nóc ngay ở trên nhà Mới này. từ ốp này kia không mà không ai bắn luôn đúng không? À sau lưng có luôn anh em ạ. Đây ơi. Đi đâu bạn? Sao lại nằm thế? Nó người ta đang xuống sấy nha, nó xuống tỉa. Hình như là bọn này là team khác Thiệt rồi. Nó vẫn đang kê. kiểu lấy Có xong rồi không chạy. hay. Ô, có đứa đang bơi này. À. Thì cần một là được Rồi, bạn hả? bơi đâu? Hình như được cứu rồi anh em Thôi, ạ. chỉ cần giàu có thì nghe là được. Lấy chạy. Ôi,
trước á, kiểu mỗi lần mà tụi em chơi map Myanmar em thì nghĩ khi tụi kiểu xong mà lúc rồi xong rồi chuồn xuống, chứ khu bình thường nó nghèo Ồ, lắm. thế thì clear rồi anh em ơi. Kiểu lút nhanh rồi té thôi, tội gì phải cố. Em thấy nó rồi. Ui, số 3 hết mất hồi sinh rồi kìa. Đúng không? Trời ơi, cái gì trời. Ô, đậu xanh. Lại là cái tên lúc nãy này. Rồi anh ơi. Thôi xong Rồi rồi. rồi anh xuống giờ mà, anh đến nơi rồi. Hai Thôi, đứa. mình nghĩ là mình sẽ không lên cover kịp được rồi anh em. Số Ừ. 3 thì hết mất hồi sinh rồi. Ra đây cứu trước, xong rồi anh Nãy ra đây. nãy mình đã ping cái thẻ hồi sinh rồi mà không vào đây mà lút cái thẻ đi. Anh ra anh cứu em xong rồi anh ra anh báo thù với em. Hôm bữa em chơi chung có hai bà kia nói hồi sinh đi. Thôi lùi lắm không kể đi không. Ok. Chỉ cần bình an là được, hồi sinh làm cái gì. Cái team này bị làm sao ấy nhở? Một ông thì bị Nhưng mà suy, phải hồi sinh thì có một phải có bà hồi thì sinh thì bị mới bình sầu an được bi. đó em. Bắn này, đây rồi. Không thì À, một tên trong nhà nữa. mất cái này đó. Để qua bắt cái tên trong nhà này trước đã. Đây, đang đứng kê. Đứng đấy mà sấy này, ăn mâm lửa đấy. Nào, chạy đi đâu? Xuống đây thì bị chặn chốt rồi bạn. Gạt luôn này. Thêm viên nữa này. Có tên ngoài này nữa, đâu rồi? Hôm bữa Một em viên chơi này. chung với cái bạn kia À đúng, lại còn lag nữa. chơi nửa trận xong rồi Ô, xin lỗi quân chính kia này vừa mới qua rồi. Bây giờ anh đang âm mưu đi lên ở trên trên úi này. rồi hai ông nằm một chỗ luôn ạ. Ồ, trên đồi có người kìa, em thấy không? Nè, mình tưởng mỗi tên nằm mình định nhảy xuống anh em ạ, may mà chuẩn lẹ. Áo hồng. Đây, để bắn ốp nha, lâu rồi không bắn ốp rồi. Đây bên này Đi đi đi, à, có một tự không cứu được, với anh em phải ạ. đi lên thôi. Bây giờ phải Ủa, cho cái tên có này cả đuối ra, đâu rồi ta. cho tên này nó ra khỏi gốc cây rồi mình bắn ốp luôn. Anh bắn yếu lắm rồi á, lên là chắc Ô, không quả gạt lửa được. nó lại lùi về rồi. Đây. Gạt tên này trước đã này, nó có cái Đi bộ lên tự cứu chơi đấy. mấy bạn. Có tên kia nữa. 4 là Muốn pin, lên ồ thế là rồi. số 4 bắn hết rồi. Đâu? Bởi vì anh này chỉ có bắn yếu được thôi chứ không có làm gì Vẫn đang hết. còn một thằng nữa Thôi mà. thì em lút đồ đi, em ở đây lút đồ đi. Ơ, nó chạy đâu rồi? Cái bạn này chắc có vẻ giàu này. Ủa? Vừa thấy chạy ngay đây mà. Đâu rồi ta, cái xác của bạn này À đây đâu? đây, trước mặt này. Ngoài sau có cây này má ơi. Đã lìa đâu mà. Ngó ra rồi. Cứ bắn mình. Lùi về nhanh thật sự đấy anh em ạ. Ui. Rồi tí thì tí thì yên nghỉ. Ông này lại có cả AMR anh em ạ. Giờ sao ta? Ốp thì vẫn đang còn nhiều đạn. Để mình gọi là spam xuống dưới kia đi. Vừa nghe tiếng súng dưới kia nữa anh em ạ. Đây ơi, nhà 3 tầng đang công nhau. Ôi, đốc lên kìa. Thôi tầm này đốc thì là bị chúng nó gạt rồi. Thôi cứ bắn hết đạn ốp đi anh em, để mình đổi qua cây AMR cho đỡ phí. Tôi muốn chơi thế quá. Đây rồi, có mục tiêu để gọi là cho hết Ừ. đạn Phát nhanh hiện hơn. từ đầu. Hai like nào. Khó đấy anh em ạ. Tiếc là ông bắn ao mà em thấy đội nón ba ông bắn vào cái người thôi nha, ông đừng Cái bắn vào người cái thôi. nó. Vãi cả trường ạ. Ai Để đời mà cái nhiều như vậy luôn hả trời. người ta cầm ốp để người ta bắn mấy cái đứa có mũ ba mà bây giờ lại không cho bắn vào mũ ba, thế thì cầm ốp làm cái gì? Bạn ơi, từ bình tĩnh nào. Nó có dừng không ta? À, dừng luôn rồi anh em ơi. Đây rồi, đây rồi. Con cá đuối này gần đi Ơ, rồi. lại bay à? Cá đuối này thì được. À đâu? Trời ơi, ngay gốc cây luôn ạ. Thôi, tên này phải cầm B90. Thấy nó lách ghê quá. Vẫn đang còn đốc này. Thực sự là ổn không vậy? Ổn chưa? Ổn chưa bạn? Cái team này. Mày là chơi bời gì ta? Muốn ghép cái team vui vui mà gặp đúng cái team đang suy anh em ạ. Nè. Vậy có một cá đuối ở Watch dưới out. Rồi, này kìa. thấy luôn. Vẫn đang còn hai team à? Đây, cho hết đạn luôn anh em nha. Để đổi qua cây AMR. Rồi. Mày nó bắn chỗ nào không thấy ai. Chán thế nhờ. Còn 5 viên này. Một phát này. Hai like nào. Khó đấy anh em ạ. À. Nói chung là đi cá đuối thì. Úi rồi ôi, tí nữa nha. Thôi còn hai viên này mình đổi luôn đi cho nhanh. Để qua đón em chứ. Để em ở đây đâu được. Tên này nó làm gì nãy giờ nhỉ? Trời ơi kìa, nhìn kìa, như chim gõ kiến luôn. Nghe nó không đứng im nhỉ? Đây rồi. Một phát này. Rồi, hai phát. Gạt luôn. À. Đổi qua Có cổ thêm tên khí đột ARM này. Rồi, vừa khéo luôn anh em ạ. Quá hợp lý. Lấy luôn.
10 giây để hồi sinh lại thì chắc là kịp, nhưng mà không thể kịp để hưu lại máu được anh em ạ. Nó Không lại vấn đề máu gì. lắm thì em bắn được hai người ở vô sự Ok, kiện lại đấy. hết xăng. May quá. Không là trận này em cũng không có kill nào hết. Trong kia vẫn đang còn anh em ơi. Đợi mình tí đã nha. Ui thôi xong rồi. Từ 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 để mình lốt. Ui lại MG3 với lại cả ốp luôn này. Cái gì vậy? Thôi xong. Tin được. Cái gì vậy? Ở Là đâu em ra sao? vậy? Gạt hết luôn rồi anh em à. Trời ơi, bạn ấy đâu ra vậy trời. Trình độ và kỹ năng đến đâu thì mình chơi đến đó thôi. Nãy mình lại lỡ mất cái phụ kiện của ốp với đèn chưa? Tôi nhìn năm như vậy hết là cái shop Đâu nhỉ, cái Silent với lại cái băng nào. đạn xịn đâu nhỉ? Ô, bác ghi này. À, thế nào đây? Vào nhà rồi à? Xuống dí luôn anh em ơi. Đâu rồi? Tầng 1 đúng không? Ngồi đấy mà kê này. Tên này tên nào rồi anh em ơi? Không phải là cái tên nãy bắn đã team mình. Mình nhớ là team mình bị thằng S12K bắn đấy. Đợi mình tí đã nha. Thế là mình đã tìm hiểu rồi. Ông số 1 thì thích bà số 2. Mà bà số 2 thì lại thích ông số 3 anh em ạ. Thế là gặp đúng một cái team đang suy. Chán không muốn nói. Đây, có một tên thế này. Rồi, ở trên đầu con này. Bọn này là cái bọn vừa đi cả núi tới đấy. Úi giời ơi, ghê quá cơ. Đợi mình tí đã. Khả năng tên này cầm S12K đấy mọi người. Chạy à? Đậu xanh MG3 mạnh thì mạnh thật nhưng mà nó nhanh hết đạn, mà thay đạn lâu nữa chưa. Ô mình nghe có tiếng tàu lượn phải không? Đúng rồi, ngay trước mặt mình. Bây giờ em mới hiểu cái câu mà sinh mạng ngắn ngủi Lại nữa. ha. Trời, bạn kia. Và Hai bạn tên kia này. quá Không phải là, không phải là chúng ta cũng là những người đáng thương hay sao? Tên kia chạy luôn rồi à? Mẹ, cái tên này bắn như thế rồi mà nó vẫn cố mà đi này. Để cái đầu lại. Đi chưa? Anh không thấy gì hết á. Đây, thằng bạn nó quay lại này. Mà bây giờ MG3 mình hết đạn rồi. Mặc dù hai người cho đây ngang nhau á, nhưng mà hai trình độ khác biệt quá. Không, cái khi nào mà mình vào cái thế bí á, thì mình sẽ lấy tuổi già ra làm lá chắn làm bình phong. Awesome. Chứ còn bình Ui. thường thì bọn này Bọn này đông phết đây ta anh em còn ạ. trẻ mà. Thấy có ít nhất hai thằng sấy mình thì team này phải có ba thằng rồi. Mà sao đông như này lại chạy luôn à? Kìa, chạy kìa. Quay lại đây các bạn ơi. Nó chạy luôn rồi anh em ạ. Thế thì có khi là cái thính này nó ăn mất rồi. Nghe giờ kiếm nó đặt bảy nhỉ? Ra shop mua thì nó hơi xa anh em ạ. Nó quay lại à? À, quay lại rồi. Nào, lên đây. Trời ơi, đông quá anh em ạ. Chạy kìa, nóc 2 này. Phi thẳng xuống sông luôn, xe lái xe chịu rồi á, Gạt luôn này. sợ đồng đội không chết á nên là quyết định là đưa đồng đội đi chết, bó tay. À đây, thằng bạn nó bơi lên. Nè, cái này cái màu cho Rồi. Có đồ rồi anh em ơi. Bây giờ mình cần một đĩa đạn bẩy thôi. Sao biết đạn bẩy rồi? Có tiếng cá đuối hay sao ấy nhở? lút. Ôi đúng luôn anh em ạ. Mấy tên đây? Nhìn chạy, nhìn kìa, Ui nhìn hai cái tên đĩa à? chạy kìa. À. Xuống đây, đúng rồi. Thanh niên này. Bắn ai May mà cái ông nội là lái con cá đuối ham mạng. Thế là nhảy vội. Chứ quả đấy mà cứ vừa lái vừa sấy thì có khi mình hoảng đi chứ. Hên thật. À để lút qua cái hòn thính ra. Đây rồi, có thêm đạn bẩy nữa rồi anh em ơi. cái này sống đỡ vậy đi, cứ sau mình đầu thai mình làm lại. Đấy, yêu với đương vào nó khổ thế đấy anh em ạ. Lại còn cuộc tình tay ba, lại còn chung team chơi cùng nhau này nữa. Hey, còn anh thì thường suy nghĩ là thôi. Để mình xử lý cái thằng này đã. Rồi, dính mâm lửa rồi. Leo ra đây bạn ơi. Hứng như hứng sung Thấy ấy. tội quá. Thấy tội quá. Thế là còn một tên lẻ nữa anh em à. Đây, có xe bên này. Còn mau xuống. Úi giời, lao vào nhà luôn à. Giờ sao nhở? Rồi, 3 viên rồi. Trời ơi, đang lên đạn mới đen chứ. Nhấp cái nữa là đi gì đâu. Ui. Ôi, tí thì cũng... May mình tỉnh đòn nhá. Người ta cũng đi Ái test già. máu.
Này ghê gớm đấy anh em ạ, không được đâu. Đang định làm viên ốp để chốt game cho nó đẹp nhưng mà thằng này nó tỉnh lắm. Nãy mình mà lao vào có khi ăn quả bom của nó ấy chứ. Quăng cái gì đấy? Quăng bom nữa. Bom đâu mà nhiều thế bạn. Rồi leo ra lại leo vào thôi. Như này chó nhanh. Ok anh em ơi. Sau tất cả Cùng một không đợi tới cùng với mình lại team đang suy. Cuộc tình tay ba. Lần đầu tiên mình gặp luôn đấy. sợ ngã. Ba người gọi là yêu người này người kia như kiểu tình địch luôn đấy mà lại vẫn chơi game cùng với nhau được, thế mới hay chứ. Để xem coi là bạn nữ như nào mà lại ông kia ông suy thế, chụp nửa mặt thôi anh em mà cũng không biết được như nào. Trận này thì lại ghép được một team không có mic luôn anh em ạ. Trận vừa rồi thì gặp một team suy, trận này thì team cực kỳ trầm luôn. Thôi cứ bắn nhau thôi, kệ thôi anh em. Lâu lâu thì may ra mới ghép được một team vui. Nào, quay trở lại với cuộc chiến. Nhà mình không có ai ấy nhở. Ở trên tầng hết rồi. Ngoài này có này. Đi đâu bạn? Sao có à? Úi dồi ôi. Cái con que gì vậy trời? Mẹ mình còn chưa kịp nhìn thấy nó cho mình nốc luôn anh em ạ. Toàn gặp ảo ma. Có đứa hồi sinh hay sao này? Đây, ông thủ ra bên ngoài rồi. Ra bắt luôn. Đấy. Đi đâu bạn? Xuống dưới luôn rồi à? Xuống dưới mình cũng dí luôn. Chạy đi đâu? Hết chưa ta? Ui giời, thôi xong rồi. Nốc luôn team mình rồi. Chạy kiểu gì mà để nó gạt được luôn vậy bạn ơi. Nó đứng tầng mấy nhở? Please Từ từ recall đã, bây giờ phải me. lấy cái thẻ hồi sinh nữa thì mới đi hồi sinh được. Tầng mấy đấy ta? À đây này, tầng 2. Ngó ra. Này thì ngó này, qua gạt đó anh em ạ. Cái tên quật què này gạt team mình là mình phải qua, mình gạt bằng được. Nếu mà là đi solo thì mình cũng bỏ đấy. Nhưng mà một khi mà đã chơi cục súc thì mình sẽ chơi cục súc lại luôn. Qua gạt luôn. Đâu rồi? Ở trên. Cho biết thế nào là lễ hội luôn này. Bên trong nhà chính này lúc nãy mình nghe vẫn đang còn tiếng chân nữa nha. Để vào check đã. Biết ngay mà. Rồi xong rồi. Cái gì nhỉ, nó bắn kiểu gì mà cứ một viên còn châm máu ấy này. Bắn nó yếu trước rồi chứ. Còn tên kia nữa. Rồi, đọc tiếp rồi. I'm recalling a teammate. À, có ông kia ông hồi sinh rồi anh em ạ. Thế thì để Thanks. mình xử lý cái bọn này đã. Nó bơi đâu rồi ấy? Cứ nốc cái là nó lại bơi được. À đây rồi, đây rồi. Chạy ra đây. Ui, có đứa vừa ngó ngay ở dưới này. Mày qua. Mày gắt thằng kia. Ốp bom lửa vào. Bên này mình nghe có tiếng vừa bơi qua nữa hay sao nhỉ? Kìa, ra gạt luôn. Rồi, ok. Còn tên bạn nó nữa anh em ạ. Bọn này nãy vừa nốc team mình xong rồi chạy qua đây mà. Rồi, đang kê ngay sau ô cửa. Ô, trên tầng có nữa. Hay là nó nhở? Hình như là nó rồi anh em ơi. Nó lên trên này rồi. Bắt bằng được luôn. Mấy cái tên mà gạt team mình là mình phải dí cho bằng chết thì thôi. Sau cái thềm này. Ở đâu ta? Thử check bom nước vào xem nào. Ô, chuẩn luôn. Thế quả bom vừa nãy lại hình như là hơi nhẹ. À, lùi ra phía sau rồi. Đây, ăn bom đi bạn. Trời ơi, lại bơi xuống dưới rồi ạ. Khó chịu nhất là cái góc này này. Nó cứ bơi xuống dưới này nó núp được ấy. À, bơi ra. Ok không? Rồi, trước sau thì cũng phải chết thôi. Gạt luôn. Đây, đúng cái tên nãy gạt Awesome. ông số 2 à? À, có một tên thôi anh em ơi. Ô, đáp ngay chỗ này luôn à? Đây rồi. Đây rồi. Bất ngờ cho bạn ơi. Thanh niên. Đứng đấy mà kê à? Tưởng lia chắc là tính xuống để kích hoạt đấy mà. Bây giờ mới lia này. Xuống Head toward kích this hoạt point. để lấy cái thẻ hồi sinh cho team đã. Đấy. Nhảy ngay bên trái mình luôn. Sát mình luôn đấy. Đây rồi.
thanh niên này dình mình vào này à? À bên kia lại còn đứa sấy quá. Ô kìa, mẹ mình tham mình nó hết đạn rồi mà ai ngờ nó vẫn đang còn anh em ạ. Trời ơi tham gạt quá, sai lầm tuổi trẻ rồi. Hỏng rồi, nó qua nó gạt mình rồi. Tìm mình lại không có ai vào đây mới đen chứ. Trời ơi, mình đã cố gắng mình lia được khu này để kích hoạt cho team quay lại để lấy cái thẻ hồi sinh. Mình thấy ông số 2 và số 3 hết mất lượt hồi sinh rồi kìa. Thế mà lại không ai vào đây. Ô, tên kia vẫn chưa được cứu à? Không biết là có kịp không? Mẹ xa thế này, mãi ở trên đồi đổ dốc à? Chỗ đấy mà vẫn đang còn người ta, mình tưởng là lia rồi. Thôi sao? Nó gạt bằng AMR luôn ạ. Vẫn đang bắn ai kìa? Đứng ở ngoài bo bắn à? Nghe tiếng AMR trong trường học. Ôi thôi đừng bắn nữa bạn ơi. Có 10 viên AMR mà nãy giờ nó bắn đâu về 7 8 phát rồi ấy. Hai tên này. Ok kìa. Tên kia vẫn chạy được à? Chạy đi đâu? Đây rồi, tên AMR đấy rồi. Awesome. Nhưng mà chắc là còn gì đạn ở đâu mà bắn. Mẹ hay thôi đi. AMR mình nghĩ chắc là còn có mấy viên này. Đấy, còn có 3 viên. Bên kia có bắn nhau nữa kìa. Đi luôn, đi luôn. Ô, ông số 3 cầm luôn à? Có 3 viên AMR mà cũng cầm. Thà 5 hay 6 viên còn bõ chứ 3 viên bắn được 3 phát thì nhằm nhò gì nhở? Số 4 nó làm gì đây? À đây, 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 sờ mốc bên trái. Chạy kìa. Rồi, sấy đi bạn, hai tên. Rồi, ông số 3 ông sấy chậm thế. Rồi, đây rồi. Ok luôn. Clear hai tên này. Còn tiếng súng ở trong khu hồi sinh nữa kìa. Kìa, bắn đi bạn. Trời, nó đứng nó ngắm mình một lúc. Ông này ông bắn chậm thật đấy. Thế cho nó nhanh. À, cũng P90 này. Đây rồi, có thêm đạn rồi anh em ơi. Mà vẫn nốc nha. À đây, vừa mới nhắc xong. Nó lại còn bắn gọi mình hay sao ấy. Lên luôn. Ok, ông kia ông. Ông kia bị nốc chỗ nào rồi? Ngoài kia à? Trời ơi, sao không về đây với team mà cứ đi đâu đây? Này, cái đuôi của nó này. Ô, một đồng. Rồi, chết luôn. Số 1 xin đạn B90. Ủa, cũng bắn à? Mark the Đây, location. thế đây, để mình chia cho ít nữa. Này, chia thêm một nửa này. À đây, cả đuổi đang bay ở trước mặt kìa. Mấy tên nhở? Hình như hai tên hay sao ấy. À, qua bên này bắn nhau rồi anh em ơi. Đây rồi, đây rồi. Sấy hơi vội rồi bạn. Xuống luôn này. Không thể để nó chạy. Rồi, nóc cả hai. Ok, lia luôn. Awesome. Này, quá đã anh em ạ. Ui, có tên cầm MG3 kìa. Good luck, mates. Ơ, tứ chân. À, đâu ra tên này đây? Cái gì? Awesome. Game PU nhái FF. Bạn bị điên à? Tên này phải đáng chết thêm một lần nữa anh em ạ. Dám vào game PU nhái và refire. Cày thế nhỉ? À đây rồi. Đây, bắn nhau ngay trước mặt. Lên luôn, không hết kill. Cố gắng 20 kill trận này luôn anh em ạ. Còn 7 nữa. Rồi, chúng nó đốc nhau rồi. Dừng tay lại các bạn ơi. Kìa, hai tên kìa. Sấy. Một tên nữa là ok đấy. Úi dồi ôi, máu phụt kìa. Yếu dã man rồi kìa. Cầm cái 90 sấy cũng hơi bị tốn đạn đấy bạn. Cầm M4 đi. Ui, nó rút cả MK luôn kìa. M4 đâu? Ơ kìa. Trời ơi, số 3 ơi. Nhanh bạn ơi. Trời ơi. Mình đang tiền đình đấy bạn ơi. Nè, hỏng rồi. Quả này có lẽ là mình phải xuống rồi. Đậu xanh hư luôn cá. Rồi. Trời ơi, thôi xong, nốc rồi. Awesome. Có để mình. Ơ, tự cứu quá. Tự cứu boss này thì làm sao mà kịp được nhở? Kể cả có cứu lại được thì cũng chưa chắc đã hưu được máu ấy.
À, để xem nào có hiểu được máu không. Awesome. Đây đây lại đây lại đây lại đây lại đây. Đi đâu đi đâu. Cho vào phương tiện xong rồi bay vào bo thì may ra. Đó. Đấy, phải như này thì mới kịp này. Kể mà nãy không cứu thì không bị nốc thêm mấy lần nữa. Và không sao, vẫn kịp anh em ạ. Đây, xuống góc này cho yên tâm. Tầm này mà có một tên ngồi trong này thì chịu này. Ủa? Awesome. Cái nút mà cho ra khỏi phương tiện đâu? Ôi, tôi xong rồi. Ôi, mà hình như là team mình đang ngồi trên con gà đối này không phá được hay sao ấy. Không hiện cái nút để gọi là kéo. Thôi xong. Cái này bị lag rồi hay sao anh em ạ? Chứ bình thường mà cho lên xe ô tô hay xe khác vẫn kéo xuống được mà. Này con cá đuối nó đang bị lỗi hay sao ấy. Mẹ đèn thế nhờ. Trời ơi, đã nỗ lực gọi là cứu được rồi mẹ. Thôi ông này chặn luôn hòm đồ không cho mình lút luôn. Ác quá. Dưới kia có xe kìa. À đây, có một đứa đang nằm à? Đang làm gì đây? Sao lại nằm ở giữa đồng này? Ui, yếu rồi kìa. Ồ, hai tên luôn anh em ơi. Trời ơi. Nghe trận này mà có sniper có phải ngon không? Hai thằng ngó mình. Ui, một thằng bên này nữa anh em ơi. Ok, kìa, thấy mình đâu nào. Thôi bạn ơi. Chạy đi bạn ơi. Ui, sao Scaler thấy xa lắc thế nhờ. Hỏng rồi anh em ơi. Chuồn luôn rồi. Vai trưởng nó sấy kìa. Sao như bọn này ngáo ngáo, sao nó sấy ghê thế. Hỏng rồi. Có cứu được không đây. Sao chúng nó không bắn nhau mà nó cứ đè mình nó bắn vậy trời. Hay là cùng team nhở. May quá vẫn cứu được anh em ạ. Đây để hiu máu đã. Vẫn được, không vấn đề gì. Thôi, Awesome. bỏ mẹ rồi, nó công luôn rồi. Awesome. Úi rồi ôi. Vẫn kịp. Ui, thằng mà G3. Đâu rồi? Ôi, lại hết đạn. Awesome. Cây Scaler hết đạn anh em ạ. Trời ơi. Bọn này khác team mà. Cái quần què gì vậy trời. Mẹ nó bắn mình xong nó mới bắn nhau kìa. Bực thật đấy.